Địa chỉ đây, ở trong nhà 317 nha, địa chỉ cũ của Bộ Công an nó xài, không biết chỗ chính Bộ Công an xài số mấy. Giờ ở trong hồ sơ tôi là 317, mở ra trong Bộ Công an đây nè. Cậu chính có số cũ hết nè các bạn. Đó. Số cũ ở đây 316 của tôi 317 nha. Rồi số cũ của cậu chính là 40 nha. Đường đường số là 231 nè. Ấp 2, tổ chính ấp 2, tổ chính. Cái này nó không có để ấp nữa, đường 231 ấp 2. Mà giờ sửa là ấp chính nha các bạn. Giờ nó đổi nhà xã đổi là ấp chính. Ở trong Bộ Công an cũng để ấp chính mà của Bộ Công an cũng để của tôi ấp chính. Mà đường thì cũng đường như nhau nhưng mà có cái số nhà là 317 của tôi, số nhà 38-1. Mà giờ ở trong Bộ Công an để 317 nha các bạn. Trong giấy tờ chứng minh nhân dân thì của tôi 38, không có số nhà chắc chứ. Bây giờ xài 317 nha. 316 ở đây nè. Rồi vô tôi là đụng tôi 317. 317. 317 cho Bộ Công an nó xài 317, là làm bảo hiểm y tế nó cũng xài 317 nha các bạn.